Xin chào tất cả các bạn ha. Mình có một cái video hôm qua nói về Việt Kiều sướng hay khổ. Để chung quy lại á, thì những người Việt sống ở nước ngoài nếu như có cực khổ hay buồn hay là như thế nào đó thì cuộc sống của người Việt ở nước ngoài dù xa đi nữa cũng có tương lai hơn so với những người Việt sống tại Việt Nam. Nói như vậy mới chịu. Còn nói chệch chút xíu thì không chịu. Nói chơi thôi. Chứ nếu nói thiệt á thì tùy theo hoàn cảnh. Nhưng những người Việt mà nếu sống ở nước ngoài thì sẽ không có tương lai. Cái gì ông nội? What? Nỉ xuống sao mới? Mới thức thì xong chớ lẹ vậy ông nội? Tiếng Tàu luôn. Không phải chớ mà nói thật, sự thật là vậy. Nhưng mà ông mới nói á, là những người Việt có cuộc sống tại nước ngoài, đi làm việc tại nước ngoài, dù sao cũng có tương lai hơn. Ông mới nói vậy mà. Thì đúng, đừng có nóng. Để nói cho nghe. Bây giờ có những cái ví dụ như thế này. Có một nhóm bạn gọi điện cho một người thanh niên, nói rằng là ok, bây giờ mày tới nhậu với tụi tao, nhưng mà mày phải đem mồi nha, chứ mày không có mồi thì đừng có tới. Thì cái người bạn thanh niên này á không có tiền, nhưng mà rất là muốn tới nhậu chung với những người bạn đó. Vậy thì trên đường đi, anh ta thấy cái nhà hàng xóm bên kia có một con gà trống. Rồi không biết làm thế nào cả, bắt chọn con gà đem tới hùng vô với đám bạn của mình để được ngồi chung vui với những người bạn là nhậu chung á. Rồi đó là một cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai là có một anh chàng này mới quen một cô bạn gái. Ôi, cô nàng này rất là dễ thương, thật là xinh đẹp. Nhưng mà để đẹp lòng người bạn gái mới quen của mình thì anh này phải có đồ để diện, quần áo, xe, ngay cả phải có chút đỉnh tiền để mà chở em đi chơi, ít ra cũng phải là ăn kem. Đào đâu ra? Lương thì chỉ có mấy triệu một tháng, đào đâu ra số tiền để mua một chiếc xe tay ga, số tiền để có quần áo đẹp, xịt dầu thơm nữa, và số tiền đâu để mà dẫn em đi chơi? Lỡ em đi chơi một vòng rồi, xem phim một vòng rồi, rồi muốn đi về ăn một tô phở hay cái gì đó, tiền đâu? Thì người thanh niên này nghĩ ra một cái điều gì đó, có thể là trộm tiền của người khác. Thì đó là một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ ba là có những trường hợp mà bất đắc dĩ hoặc là vay tiền nóng xã hội hoặc là cá độ đá banh hoặc là cái gì đó, bị vô một cái thế kẹt, cho nên đành phải làm một cái công việc gì đó mà chúng ta gọi đó là phạm pháp, để mà trừ lại cái số nợ mà mình đã mắc nợ với những người kia. Thì có rất nhiều cái lý do trong cuộc sống xã hội này, có rất nhiều cái lý do để mà một người có thể hướng tới gọi là bị phạm pháp. Chung quy lại, chúng ta chỉ có nói một điều, một câu như thế này: tốt quá điều. Đó là một cái câu mà bao lâu nay chúng ta đều biết. Đôi khi thì sẽ tùy vào những cái trường hợp và hoàn cảnh của mỗi người, nhưng mà vì một lý do nào đó, túng quá rồi, hóa liều. Khi các bạn phạm tội, phạm pháp, bị cảnh sát, công an truy nã hoặc là tìm các bạn, thì các bạn có một cái cảm giác rất là sợ hãi. Các bạn có thể là bỏ đi một cái nơi nào đó các bạn sinh sống.
hoặc là các bạn nay đây mai đó để mà duy trì cái cuộc sống của mình. Cũng có thể là các bạn đi làm một cái công việc giống như là rửa chén, một công việc nào đó để mà kiếm sống, để mà mưu sinh. Ban đầu thì những người chủ có thể thuê các bạn và trả cái mức lương bình thường so với những người khác. Nhưng mà sau khi những người chủ biết là các bạn đang bị police hoặc là công an tìm kiếm, truy nã, thì người chủ sẽ không nhận cái người thanh niên đó nữa, không nhận cái người đó nữa. Có thể là sẽ nhận lại, có thể sẽ nhận, nhưng sẽ trả với cái mức lương sẽ thấp hơn so với cái lương ban đầu. Thì người mà phạm tội đành phải chấp nhận cái điều này. Bởi vì sao? Cuộc sống mà, cần phải có hơi thở. Hơi thở thì không cần phải trả tiền, nhưng cần phải có miếng ăn, cần phải có áo mặc, cần phải có nơi ở. Bắt buộc tiền nào, giá nào cũng phải làm. Bởi vì đó là nhu cầu cần thiết. Thì đó là trường hợp các bạn hoặc là người thanh niên đó tại ở tại nước của mình, ở tại Việt Nam hoặc là quốc gia của mình. Chứ còn trường hợp mà những người Việt đi qua nước ngoài với một cái visa nào đó, mình ví dụ là visa du lịch, đi qua bên Úc đi, đi làm, đi du lịch, sau đó đi làm việc vài tháng, 3 tháng, 6 tháng, nhưng mà hết cái thời hạn của visa, thì những người Việt đó không muốn về Việt Nam. Họ bỏ trốn. Họ bỏ trốn rồi họ tiếp tục làm cái công việc ở cái nơi đó. Bây giờ, mình ví dụ, một người đi du lịch, người Việt, có visa du lịch là 3 tháng, đi qua làm farm. Nhưng mà sau khi làm farm 3 tháng rồi thì không chịu về, ở lại, rồi xin người chủ là trốn luôn. Rồi người chủ thì biết là cái người này không có còn thời hạn visa để làm ở đây, không nhận, cho cậu ta đi về, không nhận, đành phải đi kiếm một cái công việc nào khác. Rồi một cái người chủ khác nhận cậu ta vô làm, nhưng mà một thời gian sau thì biết cậu ta là ở lại bất hợp pháp, không có giấy tờ hợp lệ, nhưng mà thấy cậu ta tính tình ok, dễ thương, đành nhận cậu ta ở lại làm tiếp. Nhưng mà chỉ trả người ta với cái số tiền là, ví dụ ha, bình thường trả 20 đô, nhưng mà bây giờ chỉ trả 10 đô thôi, thậm chí có thể là 5 đô cho một giờ làm việc, mình ví dụ như vậy. Người thanh niên này có làm hay không? Bắt buộc phải làm, bắt buộc phải làm để mà duy trì cuộc sống. Bây giờ không làm thì làm sao? Không lẽ đi ra đầu thú, bị bắt, rồi chuyện gì xảy ra, rồi đưa về Việt Nam, tương lai như thế nào? Vĩnh viễn là sẽ không được qua Úc, và cái hồ sơ lý lịch của mình sẽ không được tốt. Khi mà các bạn nghĩ rằng, người thanh niên đó nghĩ rằng sẽ đi xin một cái visa ở nước khác, rất khó. Cho nên trường hợp mà những người Việt sống tại nước ngoài nhưng đôi khi không có tương lai, đó là như vậy. Vậy thì bây giờ mình hỏi tôi một câu hỏi được không? Nếu ông nội mình hỏi tôi nữa hả? Ok, vậy bây giờ mình hỏi đi, tôi trả lời. Vậy thì bây giờ mình hỏi tôi một câu nha. Theo như tôi nói với video clip ngày hôm qua, thì tôi có nói rằng á, mình có nghe tôi nói rằng á, là nếu như trường hợp chính phủ Úc mở cái chương trình visa nông nghiệp này cho người dân Việt Nam, thì hầu hết người dân Việt Nam sẽ đi qua Úc làm việc với cái chương trình visa nông nghiệp. Tôi nghĩ thế nào về cái điều này? Vậy có thể trả lời mình với cái câu hỏi này được hay không? Ok, thì bây giờ mình hỏi tôi thì tôi trả lời. Nhưng mà theo tôi thấy, mình hỏi câu hỏi này thì rất là khó cho tôi. Nhưng mà khó thiệt á. Vậy thì tôi trả lời cho mình nghe cho thông nha. Còn nếu không thông á thì tối nay đừng có ăn cơm.
vì bữa cơm tối nay mà tôi trả lời cho mình nghe ha. Bây giờ tôi hỏi mình nè, mình có thấy là ở Việt Nam á, hàng năm ở miền Trung có lũ lụt không? Có. Vừa rồi á, tôi thấy là ở trên mạng tin tức thì mỗi lần trăng lên á thì đường xá ngập lụt, nước dâng từ ở cống lên rất là nhiều. Mình có thấy không? Rồi. Thu nhập của những người ở Việt Nam, nếu nói là thu nhập cao á thì không có bao nhiêu người, nhưng mà bình quân á thì thực sự mình nghĩ là cũng có sự thiếu thốn. Bây giờ ví dụ những người công nhân ở những khu công nghiệp, họ vừa tiền ăn, tiền chỗ ở, đôi khi á là tới tháng chưa lãnh lương mà họ còn phải ăn thiếu, để mà khi lãnh lương rồi họ phải trả cái tiền đó cho chủ nhà hoặc là cho những người mà bán thiếu họ. Thu nhập của những người nếu mà nói ở tại Việt Nam cao thì hầu hết những người dân Việt Nam với thu nhập là không có cao. Và những sinh viên đi ra trường, có mấy ai kiếm được một công việc tốt và đúng như những cái gì mình học? Hầu như tất cả điều đó mọi người tại Việt Nam đều biết, trên trang mạng xã hội đều nói. Bên cạnh đó, vừa rồi á, là mình có thấy cái tin tức ở Việt Nam không? Những người chủ bán xăng lẻ, bán xăng á, cây xăng á, biết rằng ngày mai lên giá, họ không có bán, họ nói hết xăng, để là ngày mai lên giá họ bán được cái lời hơn. Thì đó là một cái thực tế, thực trạng mà hầu như những người Việt Nam đều biết. Bởi vì cuộc sống tại Việt Nam ai cũng đổ xăng, họ biết mà. Để đúc kết lại cái câu hỏi của mình á, thì tôi trả lời chỉ có hai chữ thôi: cuộc sống. Vì cuộc sống mà mọi người phải mưu sinh. Vì cuộc sống tốt đẹp mà mọi người hầu như đều muốn đi ra nước ngoài sống. Ai cũng bỏ cái thời gian để mà đi làm cực khổ cả. Vậy thì tại sao không bỏ thời gian cực khổ đi làm ở nước ngoài để có một cái tương lai cuộc sống tốt đẹp hơn, thay vì phải bỏ thời gian tại Việt Nam để có một cái cuộc sống mà mình nghĩ là không có mấy ai có một cuộc sống tương lai tốt đẹp. Chính vì vậy, vì cuộc sống mà hầu như tất cả những người tại Việt Nam đều muốn đi ra nước ngoài. Thứ nhất, cuộc sống ổn định. Thứ hai, tương lai con cái. Thứ ba, an sinh xã hội. Đã là con người thì ai cũng muốn cái điều này. Cho nên mình mới nói là nếu như chính phủ Úc mà giả sử như mở rộng cho người dân đi qua bên Úc làm việc với cái chương trình visa nông nghiệp, thì hầu như người dân Việt Nam ai cũng muốn đi cả. Bây giờ chỉ có một ví dụ nữa. Cái chương trình visa 462 là chỉ có quota một năm là bao nhiêu dành cho Việt Nam thôi, nhưng mà hầu như không đủ để cho người dân Việt Nam tham gia vô. Bây giờ có tăng thêm 3.000, 4.000, 5.000 cũng không đủ. Bởi vì nhu cầu Việt Nam quá lớn. Vì sao nhu cầu quá lớn? Vì cuộc sống, vì tương lai. Vậy thử hỏi Singapore, Thái Lan và những nước khác, tại sao là chính phủ Úc cấp cái quota 462 cho những nước đó mà hầu như không có mấy ai tham gia nhiều? Câu hỏi đặt cho tất cả mọi người. Vì sao? Có phải là tương lai hay không? Có phải là vì cuộc sống hay không? Có phải là vì tất cả những cái gì mà mỗi con người đều muốn có sự tốt đẹp cho mình, cho gia đình và cho con cái? Video clip này mình chia sẻ cũng là trả lời cho mình biết là cuộc sống ai cũng muốn những cái điều tốt đẹp, và
muốn một tương lai tốt đẹp. Hồi nãy thì đang tới cái đoạn cuối mà con nó đi học ra, cho nên này phải chạy về nhà, chưa kết thúc được cái đoạn cuối của video. Để tóm gọn lại câu hỏi mà mình hỏi tôi á, để được tối nay ăn cơm á, thì mình có một câu cuối cùng như thế này: chừng nào còn xóa đói giảm nghèo thì chừng đó vẫn còn người muốn đi. Vậy thì mình đã hiểu lý do tại sao có rất nhiều người vẫn muốn đi ra nước ngoài để có cuộc sống tương lai tốt đẹp hơn ha. Rồi, mình cũng xin kết thúc video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lúc sau của mình nha. Xin thân ái và chào tạm biệt. Bye bye. Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the door, so won't get lost now. To the moonlight.